Dạ vâng, em lại xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chuju Audio. Kênh bên em này có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang và số điện thoại là 0378 030 730. Đấy, thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ này là rất là quen đây rồi. Đấy, thì cũng nói luôn các bác đây là hôm nay em lại tiếp tục thanh lý cho các bác một bộ mic một tay các bác nhá, mic TIT. Thì chính xác là bộ này em đã lên sóng rồi, em đã lên sóng rồi. Đấy, và đã bán rồi. Đấy. Thế nhưng mà có một bác khách quen đó, đây là một bác khách quen, bác trước đây cũng đã mua những cái hàng thanh lý của em rồi. Đấy. Và bộ mic này em bán có 550.000 thôi, bao ship đây, phụ kiện đây. Và hôm trước em có cả phụ kiện của nó thì như thế này. Đấy. Đây dâu dây 6 ly các thứ đầy đủ hết đây. Thì em về hôm nay em vừa bóc xong, thì hôm trước bác có kiểm tra hàng và bác ấy bảo là nút nguồn này nó không tắt được. Thì em có gọi điện cho bác bảo là cái nút nguồn này là phải giữ thì mấy giây thì nó mới tắt. Đấy, thì bác không đấy, nhưng mà đây em nói thật các bác, chỉ có tầm 2 giây nó đã tắt nguồn rồi. Đấy, các bác ạ. Đấy, không tắt nguồn thì bọn em không mở được. Đấy, nhưng mà thường thì bọn em cũng sẽ không kiểm tra cái nút nguồn này nhiều, bởi vì là nói thật các bác là đa phần là bọn em cắm sử dụng qua quản lý nguồn này thì bọn em test lên là lên luôn. Đấy, thế nhưng mà em cũng đã có bác có điện cho em mà em cũng bảo là bác ấn thử lại đi, bởi vì là ở nhà bọn em thì không test cái nút nguồn này, cho nên là bác ấy bảo anh em không ấn được nút nguồn tắt, cho nên là đã hoàn lại về cho em. Thì em cũng rất là đồng ý, bởi vì là bọn nó các bác là nếu mà ở nhà mà em đã ấn nút nguồn rồi thì em khẳng định, nhưng mà em bản thân em thì em cũng không dùng cái nút nguồn này mấy, bởi vì đa phần bọn em tắt qua cái quản lý nguồn này. Đấy, nói thật các bác như thế. Đấy, cho nên là nhưng mà cái nút nguồn này thì cả 100 bộ thì 1.000 bộ thì may ra có một cái nó bị lỗi thôi các bác, nó không bao giờ có lỗi cái nút nguồn này đâu. Đấy. Thế nhưng hôm nay em về đây thì hàng em vừa bóc xong đây. Đây, bác ấy cũng bọc lại cho em rất là cẩn thận, không có chê trách gì cả. Đấy, các bác nhá. Không chê trách gì cả. Đấy, bên trong là bọc cả chống sốc các kiểu đây. Đấy. Bác ấy gói lại cái của em, nhưng mà bác ấy bọc thêm rất là nhiều chống sốc đây, rất là cẩn thận. Bộ mic một tay này thì thực ra là em bán lỗ rất là nhiều rồi. Đấy, 550.000 thì nói thật các bác là 550.000 thì kể cả em nói thật các bác nhá, 550.000 thì kể cả là 550.000 này em bao ship là chỉ được có 500.000 thôi. Mà 500.000 này em bao đầy đủ phụ kiện cho các bác rồi. Đấy. Mic nó chỉ có một tay thôi. Đấy, em bán 550.000 thì em nói thật các bác là nếu cái nút nguồn này nó có liệt ấy, thì cũng thông cảm cho em rút cái dây đằng sau ra tắt. Thật các bác là 550.000 nó chả đáng bao tiền cả. Gửi đi gửi về là bọn em mất 70.000 cước rồi. Cả cước hoàn là mất 70.000 rồi. Thôi em cũng chẳng trách móc gì đâu, nhưng mà nói thật các bác là nó có mỗi cái phím nguồn này thôi. Nhưng mà đây về bây giờ về đây em ấn phát là nó tắt luôn nhá các bác nhá. Đấy. Chứ không đến lúc lại bảo em là cái thằng nọ kia. Đấy, ấn nút phát là nó tắt luôn nhá. Đấy. Đấy, bật lên phát là lên sóng luôn này. Và tiếng con này thì em thật khẳng định các bác là nó quá hay luôn. Đi 1 2 2 2 6 7 7 8 9 10. Đấy, nếu mà về tiếng thì em nói thật các bác, nếu mà về tiếng em khẳng định con này em thích hát hơn là Bayer. Em thích hát con này hơn là Bayer luôn, em khẳng định các bác một điều như vậy. Đấy. Em khẳng định các bác là về tiếng con này thì em còn thích hơn cả Bayer luôn. Đấy, thế nhưng mà nó vì nó chỉ còn một tay thôi nên em bán thanh lý có một tay mà và khách quen nên là cũng không cọc. Mà nói thật các bác là nếu mà nó lỗi thật ấy, thì em cũng thôi định chấp nhận, mình không kiểm tra kỹ cái này. Bởi vì hôm nọ là em có test trên video là em có test ra tiếng các thứ mà ngon, rất là ngon lành rồi. Nhưng mà vì là em cắm ở cái là nguồn nó đã lên như thế này rồi. Đấy, thì thông thường là bọn em dùng qua quản lý nguồn này. Đấy, cắm này thì ít khi em dùng đến lúc nguồn này. Nhưng mà em nói thật các bác là mic ấy, thì em từ lúc làm giờ em chưa thấy cái lút nguồn nào bị lỗi cái lút nguồn này bao giờ cả. Nói thật các bác như thế. Đấy, thế nhưng mà bác bảo thế thì em thôi cho quay đầu, không vấn đề gì cả. Bác bọc lại cẩn thận như này rất là ok rồi. Đấy, hàng về là rất là ngon lành. Đấy, em cũng test luôn lại cho các bác nghe thử. Đi 1 2 2 2 6 7 8 9 10. Lên 6 7 8 9 10. Lên. Nếu mà để hát karaoke gia đình chẳng qua đây là bọn em bán hàng thôi, chứ còn nếu mà để hát karaoke gia đình em nói thật các bác, bản thân em còn thích cái dòng này hơn là dòng Bayer luôn. Dòng này nó không có tự ngắt thôi các bác nhá, nhưng mà về chất âm của nó thì không thể chê vào đâu được luôn. Đấy, máy này nó là máy 3 hộp sóng các bác nhá. Máy dòng TIT này không thể chê vào đâu được luôn. Em khẳng định các bác, mà giá của nó thì không bằng cái mic dây nhái ở ngoài thị trường rồi. Các bác cứ đi mua một cái chiếc mic dây nhái ngoài thị trường, bây giờ cái mic Tomahawk các thứ các bác mua toàn 300-400 nghìn. 300-400 nghìn mà nó là cái mic dây. Đấy các bác ạ. Đấy. Đây em bán cho các bác cả một bộ mic không dây như thế này, chất lượng như thế này, 6 số này mà chỉ có 550.000 bao ship được các bác. Đấy. Thì các bác cũng đừng băn khoăn nhiều quá. Và thật các bác, nếu không may cái nút nguồn này nó có lỗi thì các bác cũng rút cái này ra cho em, nó cũng đơn giản thôi. Hoặc nếu nhà có mà có quản lý nguồn ấy, thì chẳng bao giờ bọn em tắt những cái này, em tắt toàn bộ qua quản lý nguồn này hết. Đấy. Ví dụ như bọn em đây. Đấy, mà các bác nói thật các bác là chơi âm thanh cũng nên sắm cho các bác một con quản lý nguồn, nói thật các bác là rất là tiện dụng.
Nó rất là tiện dụng các bác nhé, cực kỳ là tiện luôn. Ví dụ như bọn em tắt cả bộ dàn này là em chỉ tắt mỗi quản lý nguồn thôi, còn tất cả hôm sau nó lại khởi động lại cho bọn em, em chẳng bao giờ em phải dùng đến cái lúc nguồn này. Đây các bác nhé, đây là nó đang bị chạy, cái này là đang ấn vào đây, đang ấn vào cái nút ken. Đây các bác nhé, tắt nguồn phát được ngay. Đấy, nhiều khi tay nó hơi nặng một chút thì các bác cố gắng, bởi vì những cái nút này nó là hàng, nhiều khi bọn em về bọn em để lâu không sử dụng. Đấy, nó giống như cái phím bấm điện thoại của các bác thôi. Đấy, đây nhưng mà em ấn không phải nặng đâu các bác nhé, em ấn rất là nhẹ thôi các bác nhé, ấn rất là nhẹ bình thường thôi. Đấy. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy, ấn rất là nhẹ bình thường thôi chứ không cần phải dùng sức đâu. Đấy, rất là nhẹ, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà đây em mất 70.000 tiền ship rồi này các bác này. Đấy. Mà với tay này em vẫn bán cho các bác là 550.000 bao ship các bác nhá. Mà vì giá này là bọn em lỗ quá nhiều rồi, không thể bớt được nữa rồi. 550.000 cho các bác một bộ mic. Và bác nào chốt thì cọc cho em 100.000 các bác nhá. Hoặc bác nào khách quen thì chuyển khoản cho em. Và đợt này em sẽ kể cả khách quen em cũng không bán theo cái kiểu ship code như thế nữa các bác nhá. Ship code nó rất là đau đầu. Nhiều khi nói các bác chẳng làm đâu. Em nói thật các bác này, em bảo các bác là cố gắng ấn cho em khoảng 3-5 giây nhưng các bác chẳng ấn đâu, các bác cứ thế hoàn luôn. Đấy, nó nhiều khi nó rất là đau đầu, bọn em ship code nó rất là đau đầu. Đấy. Có bộ mic có 550.000, ship code rất là đau đầu. Bác nào chốt thì cọc cho em 100.000 hoặc chuyển khoản các bác nhá. Còn lại thì không, em không bán nữa. Bộ này em để test nhạc. Nói thật các bác là nó quá hay luôn. Bán cho các bác thực sự nó là rất là tiếc luôn. Đấy. 550.000 chẳng qua bọn em ở nhà nó quá nhiều mic thì bọn em bán thôi, chứ còn nếu mà để chơi nói thật các bác em thích hơn cả dòng bay hơn. Ta lên 1 1 2 2 4 4 6 7 lên. Đấy, bác nghe tiếng mic nó sướng không ạ? Nó quá là sướng mang tai luôn ạ. Đấy. Rồi ok, bác nào chốt thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại của em vẫn là 0378030730. Đấy, chốt cọc 100.000 luôn cho em. Đấy, các bác đi qua đừng quên cho em xin nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những video, những sản phẩm mới nhất của bên em. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.